Hi, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với kênh Lúa Miền Tây Family và mình là Lúa đây. Thì ngày hôm nay là một ngày khá là ảm đạm và buồn bạn. Thì hiện tại thì đang cúp điện, không có làm việc gì được hết. Thứ hai nữa thì như các bạn đã biết á, thì Đức ở Tân Lộc thì chắc các bạn mấy ngày qua các bạn cũng đọc báo đồ trên Facebook truyền thông cũng nói rất là nhiều ha. Thì cái số ca F0 nó tăng lên đau lòng luôn các bạn. Thì tổng cộng thì bây giờ ở xã Tân Lộc của Đức là có 4 ấp đang bị phong tỏa rồi. Mai là Đức ở bên là ấp Tân Thành đó bạn. Thì hiện tại là ấp 2, ấp ấp 1, ấp 9 và ấp 8 đang bị phong tỏa. Còn Đức là ở ấp Tân Thành, tại vì những cái ấp khác thì nó cũng dạng như nó nằm ở bên khu dân cư á. Còn Đức là một cái ấp mà nó gọi là nó tách biệt riêng, nó nằm phía bên đây xong. Thì hiện tại thì vẫn bình thường nhưng mà cũng là không có đi đâu hết, vẫn ở trong nhà rồi. Cái kiểu như là mình cũng hạn chế tiếp xúc rất là nhiều người, nói chung là không có tiếp xúc luôn. Từ ngày mà nghỉ công ty mà nghỉ dịch tới đây hầu như là mình ở trong phòng, với mình ra tới cửa gà mình chơi vô, không có đi đâu hết trơn. Thì thật sự rất là buồn luôn. Các bạn ở gần cái nơi phong tỏa, bạn thấy mỗi lần bên đây á, bạn ngồi á, mà cái tiếng xe cấp cứu mà nó cứ quéo quéo bên bển, là bên đây là bạn thấy nó hồi hộp và nó buồn rồi đó. Thì cứ hồi sáng giờ thấy quéo 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 ba bốn lần, thấy ngày nào cũng quéo quéo. Cái kiểu như là mình muốn làm việc nhưng mà cái tâm trạng mình nó lo lắng rất là nhắc nó đau lòng quá. Thì cũng mong cầu mong cho xã được bình an mau sớm vượt qua cái dịch bệnh này. Chứ thật sự ra mình ở trong cái xã mà có F0 rồi thì chua lắm bạn ơi. Thật sự nếu mà làm việc mà nó mà không lo thì nó xạo, chứ thật sự làm việc chứ cái tâm hồn nó cũng hồi, nó cứ quéo 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 bên bển, bên đây ngồi làm việc không có yên, nó cũng sợ lắm. Mà mình không có ngờ là nó bị lây nhiễm nhanh như vậy luôn á. Tại vì mới đầu là chỉ có ấp 1 bị phong tỏa thôi, dưới lại phần tại phía bên bển là khu dân cư nữa, nên thì chỉ mong nó mau sớm hết dịch bệnh thôi. Thì mong rằng là các bạn cố gắng là đừng có đi ra khỏi nhà khi không cần thiết. Bây giờ hầu như là giờ muốn đi mua đồ đẹp gì nó cũng rất là khó khăn. Không phải là mình không đi được, nhưng mà cái kiểu như là cái mặt hàng thiết yếu mình vẫn đi được, nhưng mà tuy nhiên thì để đảm bảo an toàn thì thôi tránh hạn chế mức tối đa đừng có ra ngoài. Có gì ăn đó, còn gì ăn đó, mấy ngày nay ăn mì gói cũng chết nên chờ, chứ không phải là thèm ăn mì gói nha bạn. Thèm ăn mì gói thì ăn riết và riết từ từ bắt đầu là ngán rồi đó. Không biết các bạn nghe không, tại vì ở đây có cái quạt mini nè, quạt mini là được gắn vào cái cục sạc dự phòng á, tại trời nực quá. Bây giờ là 4 giờ chiều, ánh sáng ngoài kia đang chiếu vào mà đây cúp điện nữa nên không có bật quạt gì được hết. Không biết nơi các bạn sao, còn tình hình ở Hòa Phú thì cũng hết biết tình hình đọc sao. Mới đầu là tính đâu là chỉ giãn cách 7 ngày thôi, giãn cách cái gì, mới đầu á tính tại là thông báo nghỉ 7 ngày, sau đó là chưa hết 7 ngày nữa nghe cái thông báo 7 ngày nữa là dừng ra 14 ngày. Không biết tình hình này dịch bệnh rồi sẽ ra sao nữa, cũng khá là lo. Nói chung là lo luôn, thật sự ra mấy ngày nay bà dì mình bà lo lắm. Ngày nào bà cũng nấu xong bà xong rồi xúc nước muối, rồi mấy ngày nay bà lo lắng rồi con có dĩa không có cho đi ra ngoài. Nói chung là mình được may mắn là mình ở cái ấp không có bị phong tỏa và mình chưa có phải là bị nhiễm á, thì mình cũng cố gắng mình tăng cường sức đề kháng của mình thôi, ăn uống đầy đủ vô, chứ giờ cũng không biết làm sao. Thì cũng đọc báo thì cũng biết là có người nhiễm, cũng có người đang bị chở đi rồi, thì bên đây thì cũng lo. Nói chung là mình cũng cảm thấy, nói chung là mình không phải là mình cáp bị phong tỏa, mà qua cáp bên người ta thì tình trạng thì chắc ai cũng gầu thú ruột hết chứ, ở trong nhà chứ thật sự cũng không có yên tâm bảo đảm luôn. Ai cũng bên bệnh chắc cũng rầu lo lắm, đương nhiên rồi, ai cũng rầu lo hết trơn, tại vì ngay cáp bị phong tỏa mà mình được may mắn là mình nằm ở bên cái ấp phía bên sông,
không có ngờ dịch bệnh nó lại lan mạnh vậy luôn á, tại vì mình không có nghĩ đến nỗi đến như thế. Mà không ngờ bùng một cái má ơi luôn. Bây giờ là chỉ ở trong nhà ăn ngủ quay clip. Ăn ngủ quay clip. Giãn cách xã hội nha, ở nhà sắp xếp lại dữ liệu cho máy tính nè, rồi làm việc nhiều hơn. Cái gì giờ chưa học được thì học, nhưng mà thật sự bây giờ thì lại cái kiểu như làm được ngày nào hay ngày nấy. Không có đặt nặng nữa, cái kiểu như là làm mà bạn cũng đâu có bao giờ cái tâm trạng thoải mái đâu. Mình cố gắng là mình giữ cho cái tinh thần mình tốt thôi. Còn những cái công việc thôi tạm gác qua bên, như thật sự tiền ta thường nói là tiền kiếm lúc nào cũng được phải không, hết dịch thì có được kiếm tiếp. Nhưng mà được cái là bây giờ mình làm online thì cũng đỡ, nhưng mà nói chung là bạn không có cái tinh thần làm việc. Lâu lâu thì lên cập nhật tình hình nơi mình ở với bạn xem. Nhưng các bạn biết là ở Tân Lập thì bây giờ nó ra sao, thì bà Đức vẫn ra sao. Đức cái là Đức ở ấp Tân Thành, còn những người khác ấp bên bờ là tiêu rồi, phong tỏa rồi. Bốn ấp bị phong tỏa rồi. Trời ơi. Nói chung là buồn. Buồn, buồn cho quê hương luôn á. Nói chung là dịch tới nhiều cái xáo trộn từ cái công việc, xáo trộn từ cái sinh hoạt, xáo trộn về cái tinh thần. Rồi mọi thứ nó thay đổi bất ngờ so với mà một tháng trước cái bữa một tay hai tay giờ nó một cái đầu từ 6-7 tay nó làm tới giờ luôn. Nói chung là nó thay đổi 180 độ luôn trời. Mọi thứ giờ đi ra ngoài cũng không dám đi. Đi ra thì sợ bị dịch bệnh, bị đem dịch bệnh về. Thuốc của mẹ mình nè, thuốc mẹ mình cũng gần hết rồi mà không có đi cái bản ở bệnh viện khám bệnh được, nên phải lấy cái tòa thuốc mà của bệnh viện cấp á. Tại vì mẹ mình á bị bệnh một cái dạng như là bệnh gì lâu năm á, đủ thứ bệnh trong người, dạng như bệnh người già lâu năm á. Họ thuốc thì cũng gần hết rồi, nhưng mà chỉ có là đi mua thuốc thôi, nhưng mà còn không dám, chưa biết làm sao. Để gán nén hết cái chỉ thị 16 thì thôi, cũng như là còn 6 ngày nữa. Nhưng tôi còn 6 ngày nữa là sẽ hết chỉ thị 16, không biết có giãn không, thì cố gắng là giọt đi mua, đem tao thuốc giọt đi mua lần nhiều, rồi mua thêm đồ đạc dự trữ nữa. Dự kiến là hai tay Đức đi làm lại, nhưng mà tình hình này chưa biết công ty như làm sao. Chắc là hai tay đi làm lại được, nhưng mà kế hoạch thì không biết sao, thì dự kiến vậy thôi, nhưng mà chưa biết nắm chắc cái tình hình. Bây giờ chiều rồi, bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Ủa, 7, 5 giờ chiều rồi chứ. Không có cái đồng hồ đâu, tiêu rồi. Cái điện thoại kia dục còn ngoài. Nhưng mà nắng ở cửa sổ chiếu vào rất là gắt. Còn đóng cái màn lại là tối thui không thấy gì luôn. Ok, như vậy là lâu lâu lên cập nhật tình hình cho các bạn nghe thôi. Hiện tại thì Đức đang ở Tân Lộc, nhưng mà Đức ở ấp Tân Thành, thì cái cuộc sống nó ra sao, cũng như là tình hình công việc nó như thế nào, rồi tinh thần nó ra sao mình cập nhật lên. Thật sự là giờ là cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cũng như là các bạn cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi hạn chế ra ngoài đường, nói chung là đừng có nên ra ngoài đường luôn, và giữ cho một cái tinh thần lạc quan như mình một tí xíu. Lạc quan hồi sáng giờ là không giống được gì chừng lạc quan. Thì nói vậy thôi, chứ cố gắng thôi, chứ không biết sao. Mình còn may mắn hơn là mình chưa có phải vào cái nơi cách ly, mình chưa phải là cái ấp bị phong tỏa, mình chưa phải là F1, mình chưa phải là F0, thì mình còn may mắn hơn rất là nhiều rồi. Còn những người khác, người ta kém may mắn hơn mình, thì người ta còn phải chịu cảnh đó, thì còn mình như thế này thì mình còn khá ổn rồi. Như vậy thôi ha. Chào tạm biệt các bạn. Thì cố gắng Đức sẽ gửi những cái clip về tình hình tiếp theo ở nơi Đức ở ha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.